Tuổi 60 ơi, đừng dại trông chờ vào con cái. Đây mới là ba chỗ dựa cho bạn khi về già. Quý vị và các bạn thân mến, trong suy nghĩ của nhiều người, khi về già sẽ dựa vào con cái. Và họ cho rằng con cái nuôi được cha mẹ, chứng tỏ chúng thành đạt và có điều kiện và phải hãnh diện mới đúng. Thế nhưng nhiều trường hợp đã chứng minh rằng việc dựa dẫm vào con cái là điều hoàn toàn không nên. Điều tốt hơn là nên dựa vào chính mình. Sau đây là ba thứ tuổi già cần gìn giữ để không phải hoàn toàn trông cậy vào con cái. Quý vị hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay. Tuổi già có ba điều cần phải giữ. 1. Giữ gìn tổ ấm. Khi về già, nhất định phải giữ được nhà cũ của mình, bởi vàng, bạc nhiều đến mấy cũng không bằng ngôi nhà, mảnh đất do chính tay mình làm ra. Con cái dù rất có điều kiện, có nhà, có xe, sống thoải mái, hiện tại chúng đối tốt với mình, chưa chắc tương lai đã tốt. Một ví dụ điển hình, đó là trường hợp của bà Hân, 73 tuổi, góa chồng 13 năm nay. Trước khi chồng qua đời, cuộc sống của bà và chồng rất hạnh phúc. Bà có hai con trai và một cô con gái, đều có cuộc sống tốt và ổn định, làm việc ở trên thành phố, nhưng quãng thời gian tươi đẹp thì không kéo dài được bao lâu. Về hưu được 5 năm thì chồng bà qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Từ đó bà sống một cuộc sống cô đơn, lẻ loi trong căn nhà lạnh lẽo. Trước đây bà cảm thấy sức khỏe của mình khá tốt, cộng với lương hưu hàng tháng, bà có thể tự lo cho bản thân mình, cho dù không có chồng ở bên. Sau cái chết của ông, người gây tai nạn đã bồi thường cho bà 300 triệu đồng cùng với 300 triệu mà vợ chồng tiết kiệm được từ trước tới nay. Nhiều người cười, bảo bà là không biết sướng, bảo rằng có nhiều tiền mà không biết dùng. Họ bảo bà nên ăn uống, đi du lịch, mua sắm, thuê giúp việc, nhưng bà vẫn không hề thấy yên tâm. Quãng đường đời còn lại rất dài mà càng già, bệnh tật, ốm đau càng nhiều kéo đến. Sau khi ông qua đời, bà cố gắng trấn an mình để có thể quán xuyến gia đình tốt. Vài tháng sau, hai đứa con trai muốn đổi nhà rộng hơn, mỗi đứa xin bà 200 triệu. Con gái thì muốn mua xe hơi, cũng xin bà ngót 100 triệu. Bà đồng ý cho chúng với hy vọng mình đối xử với chúng tốt thì sau này khi bà không còn tự lo liệu được thì chúng có thể đối xử tốt với bà. Như vậy bà thấy việc làm của bà rất đúng, các con đều rất vui vẻ, hiếu thảo với bà. Sau đó ba đứa con lần lượt đưa bà về nhà chăm sóc. Ban đầu thì chúng thống nhất rằng bà sẽ ở lại nhà hai con trai mỗi nhà 5 tháng, sau đó sang nhà con gái 2 tháng. Chúng bảo để bà tự lựa chọn và ở lại bao lâu thì tùy thích. Sau một thời gian sống chung với các con, khi bà thấy việc này không có gì là hạnh phúc, vui vẻ cả. Khi con trai và con gái đưa bà về ở cùng, chúng nói là để cho bà có cuộc sống nhàn nhã, nhưng thực tế bà thấy không được thoải mái bằng việc ở một mình trong căn nhà cũ. Ngoài việc bị con rể đối xử với bà như khách trong thời gian ấy, thì khi sang nhà con trai, bà lại phải chịu đựng rất nhiều điều. Ở nhà con trai lớn, hàng ngày con dâu giao cho bà rất nhiều việc phải làm. Lúc đầu con trai đưa cho bà 5 triệu một tháng để chi tiêu cho gia đình. Nhưng khoảng vài tháng sau, con trai thấy bà có tiền lương hưu, nó bắt đầu than khóc kể lể, nhờ bà phụ giúp tiền sinh hoạt hàng tháng. Bà rất mềm lòng nên đã đồng ý. Sau đó, nó chỉ đưa bà đúng 2 triệu, còn lại bà lo vào. Về sau nó càng đưa ít dần, có tháng cũng chẳng đưa đồng nào, bà đành âm thầm tự lo hết. Chẳng những vậy, con dâu và con trai luôn tỏ ra quan tâm, cố gắng chiều lòng bà, chỉ để bà cho thêm tiền mua sắm đồ đạc trong gia đình. Đến khi chuyển sang nhà con trai út cũng vậy, nhưng đứa con trai này của bà muốn lấy tiền của bà nhiều hơn đứa con trai cả nữa. Bà vừa chuyển sang chưa được bao lâu, nó đã bảo cần tiền đầu tư vào dự án nên muốn bà đưa cho nó khoảng 200 triệu. Nhưng số tiền trước nay bà có được đều đã chia cho chúng gần hết và tiền lương hưu của bà thì đã chi tiêu hết khi ở nhà con trai cả rồi, làm sao có thể lấy lại được đây? Còn một số tiền tiết kiệm và nhất định phải giữ phòng thân, không thể đưa nốt cho con trai út được. Cậu con trai út thấy bà bảo không có tiền, nó bắt đầu bảo bà, thôi bán căn nhà cũ ở quê đi, nó nói là căn nhà đó một năm chỉ có ở vài lần. Giờ chúng nó thay phiên chăm sóc bà nên bán nhà càng sớm càng tốt, lại được giá. Có tiền rồi thì chia cho anh em chúng con để còn làm ăn. Chúng khá lên thì cuộc đời của bà mới tốt đẹp lên được.
Mặc dù lúc còn sống chung, bà có bàn rằng sẽ bán nhà để ở với con trai sau khi về hưu. Nhưng khi chồng mất, bà lại không có ý định bán nhà nữa. Dù sao hai vợ chồng bà đã tốn bao nhiêu công sức, mồ hôi và nước mắt của một đời người mới có thể mua được căn nhà này. Đây là nơi duy nhất bà có thể thoải mái. Nếu bán đi, rồi những dịp lễ Tết muốn về quê thì sẽ không biết ở đâu cả. Bà từ chối yêu cầu của con trai, nhưng điều bà không ngờ lại là con trai út không cam lòng. Nó còn kéo vợ chồng con trai cả đến, bắt bà phải bán nhà, nhưng bà nhất quyết không bán. Để xoa dịu tâm trạng của ba đứa con, bà bảo đợi thời gian nữa, bởi người hàng xóm mới gọi điện nói chỗ nhà bà sắp được quy hoạch, có đường lớn chạy qua, giá nhà đất sẽ cao hơn nhiều. Điều này tạm thời đã xua tan ý định bán nhà của mấy đứa con. Những tưởng bà có thể yên tâm mà sống, nhưng sau một trận ốm nặng, bà mới thấy rõ thực tế. Tháng trước, lúc đi thể dục, bà bị ngã, khiến bị nhồi máu não. May mắn là có người qua đường đưa bà vào bệnh viện kịp thời. Bà phải hạn chế vận động, không cử động được phần tay và chân, không thể làm được nhiều việc. Vì vậy, bà không những không thể làm việc nhà mà còn cần người khác chăm sóc nữa. Lần này vì biết bà không giúp được gì nữa, những đứa con trở nên coi thường bà hơn, nhất là hai đứa con sâu ngày càng không hài lòng về bà. Chúng luôn miệng bảo bà làm khổ chúng, còn phải phục vụ bà hàng ngày như người hầu. Vốn dĩ bác sĩ bảo bà phải nghỉ ngơi chăm sóc tốt thì mới có thể hồi phục được. Nhưng bà ở nhà con trai mà thường xuyên bị nói gần nói xa, nghĩ ngợi nhiều khiến cho bệnh nhồi máu não của bà nặng hơn. Ít lâu sau, chúng muốn gửi bà vào viện dưỡng lão nhỏ bởi bà vẫn có lương hưu. Chúng không phải tốn kém gì mà lại rảnh rang không phải chăm sóc bà. Bà thì không thích một chút nào, vào đó chẳng khác nào nhốt bà vào tù, không thể đi đâu được. Vì thế, bà quyết định ở quê rồi thuê một người giúp việc cho thoải mái. Lúc đầu chúng e dè, bảo bà một mình về quê không yên tâm, nhưng bà nằng nặc đòi về quê tĩnh dưỡng. Nói rằng có anh em họ gần, xa, ngay gần nhà nên chúng không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp. Bà đã nhìn thấy những đứa con của bà, cho dù bà có cho chúng thêm tiền nhưng chúng vẫn sẽ không coi trọng bà. Thậm chí chúng có thể lấy hết tiền rồi nhanh chóng xem bà như người ngoài mà thôi. Về quê, bà nhờ gì ba người em họ xa lại không có chồng đến giúp đỡ các việc trong nhà và dìu bà tập đi. Chưa đầy một năm sau, sức khỏe của bà hồi phục nhanh chóng. Bà đã đi lại được, tay chân cũng linh hoạt hơn, đã có thể làm một số việc cá nhân đơn giản. Càng nghĩ, bà lại càng thấy việc không bán nhà, không đưa hết vốn liếng của mình cho con cái là đúng. Ngẫm lại, nếu lúc này không có nhà, không có tiền, thì có lẽ bà sẽ đang phải dựa dẫm vào con cái, suốt ngày phải sống trong sự đay nghiến, giày vò của chúng. Cũng có thể là trong một viện dưỡng lão xa xôi nào đó. 2. Cần giữ, đó là sức khỏe. Ngoài tiền bạc, gia đình, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Khi về già mà không còn sức khỏe, thì dù con cái giàu có, hiếu thảo đến đâu, cũng sẽ không thấy hạnh phúc, mà không phải cứ có tiền sẽ chữa được khỏi bệnh tật đâu. Con cái dù hiếu thảo đến đâu, cũng sẽ thấy ngán ngẩm và không ưa gì người già, nếu nằm trên giường bệnh quá lâu. Vì vậy, giữ cho mình vốn liếng, tổ ấm và sức khỏe là điều quan trọng nhất để đảm bảo được hạnh phúc khi về già. 3. Tiền tiết kiệm. Khi về già, ai cũng sẽ mất đi sức khỏe, sẽ không còn khả năng tạo ra giá trị, không thể kiếm ra tiền, cũng chẳng thể giúp con cái nhiều, nhất định chúng sẽ chán ghét chúng ta. Đó là thực tế, cho dù là ở khía cạnh gia đình hay tình bạn, giá trị lợi ích bạn tạo ra chính là yếu tố quyết định. Nếu không có nó, bạn sẽ mất đi một số mối quan hệ. Nếu không có tiền thì sẽ mất đi chỗ đứng trong lòng con cháu. Vì vậy, khi về già, phải học cách ích kỷ hơn, giữ lấy những gì mình đang có. Đừng tiêu hết tiền cho con cái, cũng đừng tiêu xài hoang phí. Tiết kiệm một chút chắc chắn sẽ có ích khi về già. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong bài chia sẻ Tuổi già có 3 điều cần phải giữ để có tuổi già thảnh thơi an nhàn. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, bình an và thành công trong cuộc sống.